Tiếp tục chúng tôi sẽ công bố hạng mục 1m70. Những thí sinh sẽ bước tiếp vào vòng bán kết của giải vô địch thể hình nam nữ Physics Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng 2018. Ở hạng mục 1m70 xin được chúc mừng thí sinh đầu tiên mang số báo danh 029 Trần Minh Thắng và thí sinh thứ hai bước tiếp vào vòng bán kết. Xin được chúc mừng thí sinh mang số danh 034 Đặng Thành Chí Đạo. Và xin được chúc mừng thí sinh thứ ba lọt vào vòng bán kết mang số danh 036 Nguyễn Văn Xuân. Chúng ta đã có top 3. Và bây giờ chúc mừng người thứ tư mang số báo danh 037 Trần Thế Sơn. Xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 038 Vũ Tuấn Anh. Chúng ta đã có top 5 ở hạng mục 1m70. Chúc mừng thí sinh thứ sáu mang số báo danh 039 Võ Ngọc Kim Thiện. Xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 042 Đào Thi Phong. Và tiếp theo ở hạng mục 1m70, xin chúc mừng bạn thí sinh Hoàng Thái Duy mang số báo danh 043. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 050 Hoàng Văn Hiếm. Bước tiếp vào vòng bán kết, xin được chúc mừng thí sinh Lương Đức Khánh mang số báo danh 052. Và tiếp theo chúng ta cùng chúc mừng cho thí sinh mang số báo danh 053 Võ Trường Kha. Và chúng ta còn chúng ta vừa mới chúc mừng thí sinh mang số báo danh 070 Phạm Văn Quyền. Và bây giờ xin được chúc mừng thí sinh ở hàng cân hạng mục 1m70 cuối cùng mang số báo danh 071 Phạm Văn Toàn. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho top 15 của hạng mục 1m70. Và xin được cảm ơn các bạn vận động viên của hạng mục 1m70.